ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được? Ông Philippe trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 8 năm 2022, lễ kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Khi ông Philippe nói với ông Nathanael, tức là Bartolomeo, rằng Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia, thì Nathanael tỏ vẻ hoài nghi, bởi vì theo ông, Đấng Mêsia không thể sinh ra từ một nơi mà Thánh Kinh không bao giờ nói tới như Nazareth. Cái mẫu sổ thông hành passport mới của Việt Nam vừa qua cũng giấu thông tin về nơi sinh của người mang passport. Vì nhiều nước trên thế giới đã lưu ý một số địa phương ở Việt Nam có nhiều người vi phạm pháp luật trên đất nước của họ. Tuy nhiên, cái việc che giấu nơi sinh không được quốc tế chấp nhận. Cho nên có lẽ Việt Nam phải làm lại với đầy đủ thông tin về nhân thân. Sự tương phản giữa quan niệm về một đấng Mêsia vinh quang với nơi sinh thấp hèn của Đức Giêsu chính là một sự vấp phạm của mầu nhiệm nhập thể. Đức tin phải vượt qua vấp phạm này để nhận ra Đức Giêsu sinh ra từ Nazareth tầm thường ấy chính là đấng Mêsia. Một số người Do Thái đã không thể vượt qua điều này. Họ nói: Ông này không phải là con của Giuse đấy ư? Chúng ta há không biết cha mẹ của ông ta sao? Thế mà tại sao bây giờ ông ta lại tuyên bố rằng ông ta từ trời xuống? Đức Giêsu nói với ông Nathanael: Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Nathanael được xem là người thích suy gẫm Thánh Kinh để biết về Đấng Mêsia. Và Đức Giêsu cho ông biết rằng những lời tiên báo về Đấng Mêsia ấy đã được thực hiện nơi người. Lời của Đức Giêsu khiến Nathanael xúc động, đến nỗi ông gọi người bằng hai tước hiệu: Con Thiên Chúa và Vua Israel. Nathanael sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Bây giờ Đức Giêsu chỉ mới mặc khải cho ông bằng lời. Sau này, người sẽ còn dùng dấu chỉ để loan báo tương lai, nhất là dấu chỉ Cana, trong đó người sẽ biểu lộ vinh quang của người. Đức Giêsu có nhắc tới việc các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Có thể có liên hệ với chiếc thang Gia-cóp trong Sáng Thế chương 28 câu 12. Một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Như thế, chi tiết này muốn nói rằng trong tư cách là con người, Đức Giêsu chính là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và loài người, giữa trời và đất. Ông Nathanael đã được biết Chúa Giêsu và được người kêu gọi nhờ sự giới thiệu của ông Philippe. Mỗi người chúng ta cũng được biết Chúa và được người kêu gọi nhờ sự giới thiệu của nhiều người. Nhưng ít khi chúng ta nhớ ơn họ và cầu nguyện cho họ. Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho những ân nhân đó.
và nguyện sẽ giới thiệu Chúa cho những anh chị em khác của chúng ta nữa. Chúa biết rõ từng người chúng ta như đã biết rõ ông Bartolomeo. Chúng ta hãy phó thác đời mình cho Chúa. Một ngày nọ, một người bạn đến tìm nhà giảng thuyết Mark Leo Campbell và hỏi rằng: "Này anh, xin anh nói cho tôi hay, làm thế nào mà anh luôn tìm thấy Chúa?" Vị giảng thuyết trầm ngâm một lúc rồi nói: "Làm thế nào mà tôi luôn tìm thấy Chúa ư? Không đâu, tôi không luôn tìm thấy Chúa đâu, nhưng tôi biết là Chúa luôn tìm thấy tôi." Xin Thánh Bartolomeo Tông Đồ chuyển cầu cho chúng ta biết phó thác đời mình cho Chúa và biết hăng say giới thiệu Chúa cho tha nhân qua đời sống chứng nhân của chúng ta. Amen.